Chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Hôm nay mình sẽ đập hộp một cái miếng dán màn hình cường lực dành cho iPhone XR màu đen. Màu đen là cái màu của miếng dán á. Đúng là nó còn cái seal ở ngoài nữa mà mình thấy ghiền quá, mình bóc ra luôn rồi. Sau mình mới nhớ là review cho anh em coi. Đây là cái miếng dán mà mình cảm giác là xịn nhất từ bữa giờ mà mình thấy. Sắp thấy đâu hả? Sắp thấy ăn nổi. Hello. Rồi. Đây là cái hộp. Hộp nó bằng tác bằng thiết quá. Mình mở ra coi. Mẹ phụ qua anh tay mẹ. Mở ra mẹ. Chứ chừng đó. Đây là cái nắp hộp không có gì hết. Cho cô sóc. Cho con đó. Còn ở trong. Wow, hình như được mấy miếng luôn các bạn. À không, có một miếng à. Cái này là cái sách hướng dẫn. Ghê không? Có sách hướng dẫn luôn. Xịn xịn. Con ăn đi. Nè, đó, cho sắp cái hộp này. Mình dán miếng dán cường lực đến lần này là lần thứ ba rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình quay cái video, ý là nói về dán miếng cường lực cho XR nha. Lần đầu tiên là sóc đứng lên điện thoại là một cái bẹp gãy. Lần thứ hai là do mình bay flycam rớt tụt cái remote đập xuống đá bẹp đứt cái màn hình. Này là chỉ là cái bao thư để đựng thôi của hãng Broda. Đây. Oh man, đây là một cái miếng để chiếc tool, làm chắc là ba cái dụng cụ, mấy miếng băng keo dán dán rồi lau sạch màn hình để dít bụi ra này kia. Mọi người đọc. Nè, please use professional screen cleaning kit. Có miếng lau màn hình xịn và blue electric stickers để miếng bóc bụi ra, xong rồi mới bóc cái miếng số 1 cho tiền té đó. Xong rồi dùng tay ấn xuống miết rồi remove cái bong bóng này. Còn đây là cái miếng dán cường lực iPhone. Wow, nó bóng bóng lên màu tím tím đẹp mấy bạn, xịn quá ta, thấy có vẻ xịn ghê á. Nghe không? Oh man, sắp ơi đừng nghịch con. Đó, cái miếng này nếu mà nãy mình nói màu đen là cái viền nó màu đen đấy các bạn, nó sẽ phun che lên cái màn hình các bạn cho nó hợp màu luôn. Quá dữ rồi, bây giờ mình sẽ dán thôi. Mình mới bóc cái tun này ra nè các bạn, trong này nó có một cái miếng chùi bằng nhung, hai cái miếng băng keo có hiệu Cora và một cái khăn. Đây mình vừa bóc cái khăn ra, cái khăn rất là thơm các bạn, mùi thơm biết như mùi nước hoa vậy. Có cồn giùm em, bây giờ mình sẽ lau lau cái màn hình cho nó sạch. Đây các bạn, nó test. Còn cái miếng này miếng cũ của mình nó bị nứt này đó, các bạn thấy nứt không, nó cái đường nứt này đó. Giờ đây là cái điện thoại của mình sau khi dán xong miếng dán. Mình không hiểu sao nó có một cái màu xanh tím như vậy. Giống như là tiêu cực tím. Mà ở góc chéo như vậy thì không thấy, nhưng mà nghiêng lên các bạn thấy không, hai cái viền hai bên là nó full luôn, cái màn hình nó sát rìa luôn chứ nó không như cái cũ của mình sát rìa gấp lưng luôn. Mà đụng vô cái là muốn chắp tay qua là qua cái này luôn, chứ không có cảm giác cái màn hình nó khờ khờ như cái giữa. Đây là cái màn hình giao diện xéo thì vẫn hơi tím tím nữa không,
sử dụng. Thì ok nhắc bị rồi, đẹp trai rồi. À, đây là cái miếng dán cường lực bị nứt cái góc của mình. Thực chất thì mình nghĩ là nó sẽ rất là khó bị bể, tại vì cái miếng này thì nó cũng dẻo nữa, nó vậy nên mình đang uống nè, nó không mà nó không có bị uống nè, đó, mà nó không có bị gãy đâu, nó khá là dẻo. Nhưng mà xui á là hôm bữa mình chạy cái flycam này nè, làm cái màn hình đó, thì nó tuột cái remote, nó rớt, nó đập thẳng cái cạnh của cái màn hình này xuống và cái góc bên này nè, nó đập vô cái miếng đá nên nó tức từ cái chỗ này mà nó tét vô. Nhưng thật chất là nó cũng chưa có bị bể ra phần miếng, mà nó chỉ mới có một cái đường nước, có cái khớ ở đây nè, mình nóc vô nên nó khớ này. Đó, nhưng mà ở mặt sau thì nó không có bị gì hết, nó vẫn liền bằng, và nó chỉ là một cái đường nứt mỏng nhỏ thôi. Còn cái miếng này thì mình nghĩ là cũng bền đó. Xui là nó đập như bên mẻ bên cạnh hông. Thì mấy cái miếng cường lực này cái điểm yếu là cái mẻ cạnh hông, cái tức vô nó là mẻ. Đây giờ mình sẽ thử nha, đập nó lấy đập nó có bị gì đó, cái dấu là nó đang hít vô cái mặt sàn của mình thôi đó. Nó không có bị gì đâu đó. Mình lại đập tiếp nè, mình lấy cái góc của cái hộp luôn nè, gõ nè. Đập nó mạnh quá này, cái này gõ bum bum. Để mình thử mình kiếm con dao hộp giấy ra. Mình tìm không có ra con dao hộp giấy, mình lấy đỡ cái này thử nha. Dao đấy bạn, mình có cảm giác là nó khực đó. Đúng rồi, nó sẽ hơi bị xước nữa bạn, nhưng mà không biết là cái xước đó là xước dơ hay là đó là đang ăn vô cái màn hình đó. Thử cái lực nhỏ tới đậm vô, mình nghĩ chắc nó nứt quá. Hộp nhẹ 2. Hộp cũng không bị gì đâu, mới ghê chứ. Rồi, đúng rồi. Đó, nếu mà lực quá mạnh như vậy mình tác động trực tiếp vô. Giờ nãy mình làm vậy, mình gõ ha. Không có lực, còn mình làm vậy mình giọng xuống. Lũng. Mà chưa lũng. Chưa lũng luôn. Đó. Cũng được mấy nhát á. Đó là bị ấy ra rồi. Bây giờ để mình thử thôi, mình ráng giữ nó, để mình thử thêm một góc cho bạn coi ha. Đây là đừng có bị bể khúc trên. Để mình bạn coi nè, đó. Cái mặt sàn này bình thường, còn cái này nó đụng hai dấu. Lủng, mình chống vậy nhưng mà nó không có lủng xuyên như vậy. Nó còn cái lớp kính ở dưới luôn á, nó không có xuyên qua được, nó chưa có xuyên. Nó còn trắng đục tụ ở dưới nè. Rồi các bạn coi cái điểm yếu nhất của cái miếng cường lực nè. Thử các bạn coi nè, đó, chẻ vô một cái là nó mẻ liền đó. Không, cái chẻ đâu là mẻ đó, cái cạnh nó rất là dễ bị ảnh hưởng. Đó, quất cái là mẻ liền. Cứ quất vô cái cạnh một cái là nó tức ra liền, dù là nó không có dụng nhưng mà nó tức cái mép trên đó. Nên cường lực là chuyên gia bị mẻ góc luôn.
chỗ này nha, chỗ này nha. Bỏ hai cái là nứt. Nhẹ nhàng, mình làm lực rất là nhẹ luôn các bạn nè, làm lực. Thôi chỗ này chưa bị đâu, đây chỗ này nè, làm lực rất là nhẹ do nãy không có thế, đang cầm một tay đây, đây nha. Xong đó là ăn dấu, nó cứ giống như là mình bổ trứng gà đi. Đó, thì tác dụng của miếng cường lực, tác dụng lực bằng lên đó. Dù cái gì đập mạnh lên đó, bây giờ cái miếng này nó bị ảnh hưởng rồi nên gõ là nó dễ đi lắm, nhưng mà được cái là nó đi, nhưng mà mặt dưới này nó cũng không có bị gì hết, sàn nó vẫn bình thường. Nhờ cái miếng này nó không có đụng xuyên. Đây là cái miếng cường lực cũ của mình, còn cái miếng này miếng mới, cao cấp hơn, xịn hơn. Cái này là hộp giấy thôi, nó rất là bình thường, nằm trên một miếng dán lọt ra cái. Còn cái này đóng gói xịn, không biết như thế nào là full luôn, tràn ra cái viền luôn. Cái viền của này thì nó hơi mỏng, và nó còn khoảng nữa mới tới cái điện thoại mép. Còn cái miếng đằng này là nó phình đều ra hết cái góc, ôm gần sát luôn. Ok, nếu các bạn thấy video ngày hôm nay hay thì giúp mình like, share, subscribe kênh để ủng hộ. Chúc các bạn ngày vui vẻ. Bye bye.